Cây bách bệnh hay còn gọi là cây mật nhân được mọi người biết đến từ dân gian truyền tai nhau, với rất nhiều tác dụng đáng quý, tăng cường sức khỏe, sinh lý nam giới, hỗ trợ điều trị các bệnh về tiêu hóa, giải độc gan, để tránh nhầm lẫn với những loại cây dược liệu khác. Dưới đây là một số hình ảnh nhận biết cây bách bệnh cây mật nhân mà các bạn có thể tham khảo. Cây bách bệnh cây mật nhân. Giới thiệu về cây bách bệnh cây mật nhân. Tên gọi cây mật nhân trong dân gian thường gọi là cây bách bệnh, bá bệnh, hậu phát, tho nang Lào, an tâm sa, an to ung sa Campuchia. Tên gọi khoa học Eurycomelon kifolizet Brasilopinatolao. Cây bách bệnh cây mật nhân thuộc họ thanh thất Cimotropaceae. Mô tả cây bách bệnh cây mật nhân. Cây bách bệnh cây mật nhân là loại cây thân nhỡ, cây cao từ 2 đến 8 mét, cây nhỏ có nhiều cành, có lông ở nhiều bộ phận, lá kép lông chim lẻ đó xứng cầu 10 đến 26 đôi lá chét. Lá hình trứng dày, dài, nhẵn và có lông ở mặt dưới lá. Mặt trên lá có màu xanh bóng, mặt dưới lá có lông màu trắng xóa. Mặt trên xanh bóng, mặt dưới trắng xám, cuốn lá có màu nâu đỏ, hoa có màu đỏ nâu, cụm hoa mọc ở ngọn cành thành từng chùm kép hoặc chùy rộng. Cuốn hoa có lông màu chỉ sắc, đài hoa chia thành 5 thùy hình tam giác có tuyến ở lưng. Tràng hoa 5 cánh, hình thoi. Nhị năm có lông dày và 2 vảy ở gốc, bầu có 5 noãn hơi chín nhau ở gốc. Đầu nhụy rời. Quả hạch, hình trứng, màu đỏ, nhẵn, có rãnh dọc, hơi thuôn dài, đầu tụ và cong, mặt trong có lông thưa và ngắn. Khi quả chín có màu vàng đỏ, một hạt, trên mặt hạt có nhiều lông ngắn. Phân bố cây bách bệnh cây mật nhân thường được thấy ở những vùng núi thấp, dưới 1.000 mét và các vùng trung du. Ở Việt Nam, cây bách bệnh cây mật nhân người ta tìm thấy ở các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung. Cây bách bệnh cây mật nhân có tác dụng gì? Những nghiên cứu khoa học trong vài năm gần đây đã chứng minh, cây bách bệnh có một số hoạt chất giúp tăng cường sức khỏe tình dục ở nam giới, giúp kích thích cơ thể tăng tiết hormone nam giới một cách tự nhiên, đồng thời ngăn chặn những dấu hiệu suy giảm chức năng sinh lý nam giới khi bước vào độ tuổi trung niên. Theo tài liệu đông y, cây mật nhân cây bách bệnh rất tốt trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh về sinh lý đàn ông như xuất tinh sớm, tinh trùng ít, tinh trùng yếu, rối loạn cương dương. Ngoài ra cây mật nhân cây bách bệnh trị một số bệnh như tiêu hóa căng thẳng, mệt mỏi, chán ăn, đầy hơi, trị các bệnh về gan, suy giảm chức năng gan, xơ gan. Ở một số nước như Indonesia, người ta còn dùng cây mật nhân để điều trị bệnh sốt rét, mang lại hiệu quả khá cao. Xem thêm cây mật nhân và những tác dụng đáng quý. Hình ảnh nhận biết cây bách bệnh cây mật nhân. Thân cành cây mật nhân, tán cành lá cây mật nhân, lá cây mật nhân, cây bách bệnh hoa, quả cây mật nhân, cây bách bệnh quả cây mật nhân, thân cây mật nhân tươi, thân cây mật nhân, cây bách bệnh khô rễ, thân cây bách bệnh thái khô. Một số bài thuốc chữa bệnh của cây mật nhân. Cây bách bệnh rễ cây mật nhân. Cây bách bệnh điều trị bệnh sinh lý nam giới. Rượu ngâm mật nhân chuẩn bị 1 kg thân rễ mật nhân khô đã làm sạch, thái lát 10 lít rượu trắng ngon, rượu nếp càng thơm. Một bình có nắp đậy kín, bình thủy tinh, bình gốm sứ. Cách thực hiện: bỏ mật nhân bách bệnh đã chuẩn bị vào bình lớn, đổ lượng rượu vào ngập và đậy nắp bình lại để nơi khô ráo thoáng mát. Sau 1 tháng có thể sử dụng. Cách dùng: mỗi ngày uống 2-3 lần, lượng một ngày uống 20-50ml rượu. Muốn thơm ngon dễ uống, khi ngâm rượu có thể thêm 500-700g nho khô ngâm pha nước bằng rễ. Thân cây bách bệnh cây mật nhân chuẩn bị 15 giờ. Thân rễ cây mật nhân cây bách bệnh mật nhân đã sơ chế xế khô. Cách thực hiện: đem 15 rễ, thân cây mật nhân bỏ ấm đun nước sôi 85 độ đổ vào ấm, đậy nắp kính hãm 30 phút, chú ý chia làm 3 lần và mỗi ngày tăng thêm 3g ngày đến mức dùng 30g ngày thì duy trì hàng ngày. Cách uống: có thể uống thay nước hàng ngày, dùng hãm thay nước 3 lần, hãm thì thay rễ thân mật nhân mới chữa chứng bụng, đầy hơi, khó tiêu, đau bụng bằng bách bệnh và các vị thuốc dược liệu khác. Chuẩn bị bách bệnh: 50 vỏ quýt, 100g hoắc hương, 100g bồ bồ, 100g dây mơ, 100g dây rơm, 100g cam thảo, 100g hậu phát, 100g củ xả, 50 củ gấu, 50 tiêu lốt. 50 Cách thực hiện: tất cả các vị thuốc trên đem sơ chế rửa sạch, sau khô và hạ thổ đem tán nhỏ. Cách dùng: người lớn ngày uống 12 giờ, trẻ em tùy theo tuổi mà quy định liều dùng, tham khảo theo tư vấn của thầy thuốc. Cây bách bệnh cây mật nhân là một loài dược liệu rất quý, tuy nhiên khi sử dụng công dụng của chúng có thể khác nhau tùy theo thể trạng, theo cơ địa và cách dùng của mỗi người.
Vì vậy, khi dùng nên tham khảo ý kiến và thăm khám của thầy thuốc. Hơn nữa, các bạn có thể nghe tư vấn và tìm hiểu thêm về công dụng và cách dùng các loại cây dược liệu khác qua số tổng đài tư vấn 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc mắc, bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Hoặc các bạn có thể tìm mua vị dược liệu cây bách bệnh cây mật nhân liên hệ trực tuyến qua Thuốc Nam Online để được giải đáp và tư vấn những loại dược liệu tốt nhất. Let's Blog Ask Why.